Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia thấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cấp vấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, trong thời giảng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài kinh được Thế Tôn thuyết giảng và được ghi nhận trong Tăng Chi Kinh, chương 5 Pháp. Bài kinh này có cái tên là Mahasubina và được dịch ra là Đại Mộng. Xin thưa quý vị, tương truyền rằng Đức Thế Tôn đã thuyết giảng lên bài kinh này khi Ngài nói về cái giai đoạn mà Đức Thế Tôn Ngài trước khi chứng đắc được đạo quả. Theo bản chánh kinh thì Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng: Này chư tỳ khưu, khi Như Lai còn là Bồ Tát, trú là tại trong rừng Uruvela ở cạnh bờ sông Niranjara, thì Như Lai đã nằm mộng thấy năm điểm như vậy. Thứ nhất là Ngài thấy nằm ở trên mặt đất, đầu gối lên núi Hy Mã Lạp Sê, tay phải này đặt trên biển Đông, tay trái Ngài đặt trên biển Tây, hai chân thì đặt trên biển Nam. Đây là điểm mộng thứ nhất. Và điểm mộng thứ hai thì Ngài thấy rằng từ nơi rúng của Ngài có loại cỏ tí lý giá mọc ra rồi tăng trưởng vươn cao cho đến tận trời xanh mới dừng lại. Đây là giấc mộng thứ hai. Rồi Bồ Tát mộng thấy những cái con sâu mình trắng đầu đen bò từ chân đến đầu gối Ngài và bao phủ kín cả hai đầu gối. Đây là giấc mộng lớn thứ ba. Giấc mộng lớn thứ tư thì Ngài thấy bốn loài chim với màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến rồi rơi xuống dưới chân Ngài, tất cả đều trở thành trắng. Đây là giấc mộng lớn thứ tư. Rồi Bồ Tát mộng thấy rằng Ngài đi trên kinh, Ngài đi kinh hành qua lại trên một hòn núi đầy phẫn, nhưng chân Ngài không bị lấm nhơ. Đây là giấc mộng lớn thứ năm. Xin thưa quý vị, bản kinh văn là như vậy. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một số ý nghĩa của năm điều đại mộng này. Kính thưa quý vị, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân nó sinh mộng hay là sinh ra những giấc mơ. Những giấc mơ nó sinh ra từ những nguyên nhân nào? Mà xin thưa quý vị, những giấc mơ nó sinh ra từ một trong bốn nguyên nhân. Thứ nhất là do rối loạn tiêu hóa, là khi mà chúng ta dùng những loại vật thực không thích hợp với cái cơ thể của mình thì những cái chất để làm tiêu hóa cái vật thực đó như mật, như đàm,
như máu vân vân, nó không đủ khả năng nó tiêu hóa đi những cái loại vật thực đó, hay là những độc tố từ ở trong những cái thực phẩm đó nó làm cho rối loạn cơ thể. Hoặc là khi mà chúng ta hoạt động nó quá sức, thì bây giờ cơ thể chúng ta nó nảy sinh ra một cái hiện tượng, đó là cái tứ đại, là đất nước lửa gió ở trong thân của chúng ta nó không được cân bằng, và từ đó chúng ta sẽ nảy sinh ra những cái giấc mơ. Đây là cái nguyên nhân thứ nhất. Và thú vị rằng những giấc mơ mà do cái rối loạn tiêu hóa này thường là những ác mộng, như là mình thấy bị rơi từ không trung xuống, hay là bị thấy chơi vơi ở một cái khoảng không gian, hoặc là mình thấy bị rượt đuổi bởi những thú dữ như là cọp, beo, sư tử, hay là những con người hung hăng, hoặc là thấy những cái cảnh ma quái, vân vân. Nói chung đó là những cơn ác mộng. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai mà nó làm nảy sinh ra những cái giấc mơ đó là do nhớ lại, tức là những cái gì mà mình từng thấy, từng nghe, từng biết ở trong quá khứ, thì những cái điều này nó sẽ hồi tưởng lại ở trong giấc ngủ, và nó trở thành những cái giấc mộng. Cái loại giấc mộng này thì đôi khi chúng ta gặp những cái cảnh xinh đẹp, hoặc là những cảnh hải hùng, mà khi tỉnh giấc ra thì chúng ta ngờ ngợ rằng á, cái cảnh này mình chưa từng lần nào đi tới ở trong cái hiện tại này. Nhưng mà thật ra là ở trong quá khứ chúng ta cũng đã từng đi tới đó. Hoặc giả là chúng ta sẽ thấy những cái giấc mộng như là ở thiên cung, lạc vào những cái khu rừng hoa vân vân, hay là thấy những cái cảnh rùng rợn, bị tra tấn, bị đánh đập, bị đau khổ. Đó là do hồi tưởng lại khi mình bị rơi xuống cái khổ cảnh. Còn như mình thấy những cái cảnh xinh đẹp, vui thích, đó là do hồi tưởng lại khi mình tái sinh vào trong những cái nhà cảnh, như là được làm vua, làm quan, hay là làm chư thiên, vân vân. Đây là nguyên nhân thứ hai nó sinh ra giấc mộng. Xin thưa quý vị, nguyên nhân thứ ba nó sinh ra những giấc mộng, nó là do phi nhân phá hiện ra, tức là những dạng chư thiên hay là những phi nhân, do một cái điều kiện nào đó, do một cái tác động nào đó, thì những chư thiên hay là những phi nhân sẽ báo mộng. Như trường hợp vua Bình Sa đã được thân bằng quyến thuộc mình là những hàng ngạ quỷ báo mộng cho biết là đang bị rơi xuống khổ cảnh, và xin phước từ nơi vua Bình Sa Dương. Hoặc là khi mà Bồ Tát chúng ta còn là một vị đạo sĩ tu tập rất là tốt đẹp ở trong rừng tuyết lãnh, làm nóng đi cái ngai vàng của vua trời Đại Thích, thì vua trời Đại Thích đã xuống báo mộng tới vua Pramadatta ở xứ Varanasi, và báo hiện ra những cái khung cảnh kinh hoàng của quốc độ, và cuối cùng thì tự thân vua trời Đại Thích xuống giải mộng, bảo rằng quốc độ này sẽ bị tai ương, và đức vua Brahmadatta xứ Ba La Nại kinh sợ và hỏi cái vị đạo sĩ là hóa thân của vua trời Đất phải như thế nào.
để giải trừ những cái tai họa của đất nước. Kính thưa quý vị, với mục đích là làm cho vị đạo sĩ tức là Bồ Tát của chúng ta giảm thiểu cái sự tinh tấn hành đạo, vì cái năng lực hành đạo của Bồ Tát chúng ta đã làm cho cái ngai vàng là tảng đá băng đúc cầm ba lá của vua trời đã phải nóng rang lên. Cho nên vị đạo sĩ là hóa thân của vua trời Đế Thích đã bảo rằng hãy cho nàng công chúa Chanh Đá Đi Quy đi đến nơi cái động của Bồ Tát, quyến rũ Bồ Tát, thì đất nước này sẽ không còn tai hại. Đây là những giấc mộng mà do chư thiên phát hiện ra. Và một nguyên nhân thứ tư để có những cái giấc mộng đó là do nghiệp nó báo hiện, hay là do điều nghiệp. Những giấc mộng này là do nghiệp lực nó thông báo trước để cho biết những biến cố sắp sửa xảy ra. Và những biến cố này nó chính là quả của nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện đã tạo ở trong quá khứ hoặc ở trong hiện tại. Như chúng ta biết rằng bà Hoàng hậu Maya đã có một cái giấc mộng mà trước khi bà thọ thai, trong đêm mà rằm tháng 6 thì vào rạng sáng bà mơ thấy rằng có tứ đại vương đã khiêng chiếc cái giường của bà đi đến hồ Anotapa, và ở đó có một số thiên nữ đã mời bà đi xuống dưới hồ tắm rửa. Và sau khi tắm rửa xong thì bà được nhóm thiên nữ này cung thỉnh bà ngự vô một cái điện vàng nằm trên một cái vườn ngọc ở trên cái núi bằng vàng. Và cạnh đó thì bà nhìn thấy có một cái hòn núi bạc, trên hòn núi bạc đó có một con voi trắng, cái vòi voi đang cầm đang cuốn lấy một cái bông sen rất là xinh đẹp. Và từ trên đỉnh núi bạc đó, con voi lần xuống dưới chân núi bạc và đi sang qua cái ngọn núi vàng, rồi đi tới cái cung điện của bà Hoàng hậu Maya đang nằm. Khi tới đó, con voi trắng rống lên một tiếng rống lớn, rồi đi vào trong bảo điện đó, đi chung quanh bà ba vòng, và dường như là con voi đã hút vào không phải của bà. Và giật mình, và sáng hôm sau bà mới trình bày cái giấc mộng này đến vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn đã cho về những nhà giải mộng tới, và những nhà giải mộng đã tiên đoán rằng bà Hoàng hậu Maya thọ thai và sinh ra một bậc đại nhân. Hoặc giả rằng Bồ Tát chúng ta nhìn thấy cái năm cái điều đại mộng này trước khi ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là vua Ba Tư Nặc đã thấy 16 điềm mộng báo trước cho những biến cố trong tương lai. Xin thưa quý vị, đây là những giấc mơ do điềm nghiệp báo. Và những giấc mơ này nó chỉ khởi lên cho những chúng sanh là nhân loại, ở chư thiên, ngạ quỷ hay những chúng sanh ở địa ngục thì không có những giấc mơ, bởi vì rằng cái thân xác của những chúng sanh này là sắc tế, bởi những chúng sanh này do hóa sanh, cho nên nó không có bốn nhân sinh mộng này.
Riêng đối với những người nhân loại thì giấc mơ nó chỉ có cho phàm nhân đến bậc thánh A-na-hàm. Vì sao vậy? Thưa quý vị, vì những cái bậc này còn cái nghịch đạo pháp gọi là Vipallāsatthamma. Sở dĩ gọi là nghịch đạo pháp bởi vì suy nghĩ một cách trái ngược với chân lý. Vipallāsā có nghĩa là đảo ngược đi cái sự suy nghĩ, đảo ngược đi cái sự thấy, đảo ngược đi cái sự nhớ tưởng. Nghĩa là những cái gì là vô thường thì nghĩ rằng đó là thường, thấy đó là thường và tưởng đó là thường. Những cái gì khổ thì nghĩ đó là lạc, tưởng đó là đạt và thấy đó là lạc. Những cái gì trống rỗng vô ngã thì lại thấy, nghĩ và tưởng đó là bản ngã. Những gì không trong sạch thì thấy, nghĩ và tưởng là trong sạch. Cho nên vì còn cái nghịch đảo pháp này, Vipallāsā, cho nên từ bậc thánh A-na-hàm cho đến phàm nhân có những giấc mơ. Mà bậc thánh A-la-hán thì đã diệt trừ đi bốn cái pháp nghịch đạo này rồi, cho nên các ngài không còn có những giấc mơ. Rồi xin thưa quý vị, cái giấc mơ nó khởi lên ở lúc nào? Cái giấc mơ nó chỉ khởi lên ở trong một cái trạng thái không phải là say ngủ trọn vẹn, mà nó cũng không phải là tỉnh thức trọn vẹn. Tức là nó ở trong cái giai đoạn mà chập chờn, nửa tỉnh, nửa mê. Thì bao giờ mà nó ở trong cái giai đoạn đó thì người ta mới nằm mộng. Còn trái lại, người ta chìm vào cái giấc ngủ sâu mà Đức Phật ngài gọi là ngủ được an lạc đó, thì không bao giờ khởi lên những giấc mơ. Cho nên những tăng năng lực mà của những người tu tập thiền tịnh, trước khi ngủ những người này đưa tâm gắn liền với những cái đề mục của mình thực tập, hoặc là hơi thở, hoặc là niệm ân đức Phật, hoặc là niệm tâm từ. Rồi sau đó cái tâm thức nó rơi vào cái dòng hữu Phật và cái người đó sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ, chìm sâu vào cái dòng hữu Phật. Và khi thức dậy, thân thể nó khỏe khoắn, nó được an lạc, cũng giống như là một cái đóa hoa sen vừa vượt ra khỏi nước, nó không hề thấy mệt mỏi. Cho nên với một cái người mà tu tập thiền tịnh và trước khi ngủ gắn liền tâm mình với đề mục thiền tịnh và chìm vào cái giấc ngủ sâu, thì Đức Phật ngài dạy rằng người đó được hưởng quả phước là ngủ được an vui, thức cũng được an vui. Tức là ngủ không hề bị những cơn ác mộng hay là bị những cái giấc mộng, mà thức dậy thì thân thể nó được khỏe khoắn. Và thưa quý vị, với bốn nguyên nhân sinh mộng như vậy, với thời điểm mà nó xuất hiện mộng, và chúng ta cũng hãy cần tìm hiểu rằng những giấc mộng nào nó thuộc về cái nghiệp báo. Bởi sao vậy?
Bởi vì những giấc mộng mà thuộc về cái nghiệp báo đó đó, thường thường nó sẽ xảy ra đúng theo cái biến cố đó. Nói cách khác là thường thường những giấc mộng mà do cái điềm nghiệp đó mà nó báo trước đó, thì sự kiện sẽ xảy ra như trong giấc mộng. Đây là một cái giấc mộng nó trở thành hiện thực. Còn những giấc mộng do rối loạn tiêu hóa, những giấc mộng do nhớ tưởng lại, những giấc mộng đó phần lớn nó không hề xảy ra ở trong đời sống. Như một người bị bệnh vậy, người bị bệnh, bị cơn sốt lên cao, tức là do cái rối loạn tiêu hóa hoặc là do cái cơ thể bị tứ đại nó bất hòa, chất lửa nó vượt cao, người đó nằm sốt mê man. Rồi trong những sốt, lúc người sốt mê man đó đó, người đó xuất hiện những cái giấc mơ kinh hoàng. Chính những giấc mơ kinh hoàng này nó không hề xảy ra trong thực tế về sau, mà cho nên những cái giấc mơ mà do rối loạn tiêu hóa hay là do tưởng nhớ lại đều không hiện thực. Còn giấc mơ do chư thiên hóa hiện, chư thiên báo mộng, thì có phần đúng mà cũng có phần sai. Như chúng ta biết là khi nãy đó, vua trời Đế Thích đó, hóa ra những cái ảo cảnh khiến cho đức vua Brahmadatta xứ Ba La Nại phải kinh hoàng. Nó thật thực tế thì cái đất nước Ba La Nại nó vẫn yên lành, chứ không hề có một tai nạn nào cả. Nhưng mục đích vị chư thiên này là muốn làm giảm thiểu cái tinh tấn của Đức Bồ Tát, cho nên tạo ra một cái ảo cảnh như vậy. Tuy nhiên cũng có những cái giấc mơ do chư thiên báo hiện, đó là sự thật, hay là phi nhân báo hiện, đó là sự thật. Như do Bình Sa thấy những thân bằng quyến thuộc của mình đến xin phước, thì những hàng ngạ quỷ đó là có thật, và họ đang đau khổ là có thật. Hoặc như vua Ba Tư Nặc nhìn hay nghe được bốn tiếng đú xá na sô trong giấc mơ, thì bốn tiếng đú xá na sô đó có thật, đó là bốn vị công tử đang bị chìm sâu ở dưới địa ngục Đồng Sơn. Đến đây thì chúng ta sẽ có một cái mẫu chuyện khác nói về vị chư thiên báo báo mộng sai. Xin thưa quý vị, khi mà vị chư thiên mà phẫn nộ hay là bất bình một điều gì đó thì có thể tạo ra những cái ảo giác qua giấc mơ của mình. Xin thưa quý vị, tương truyền rằng ở trong tịnh xá Naga của xứ Rohaná ở Tích Lan, ở trong tịnh xá này có một vị trưởng lão là người trụ trì của tự viện. Vị trưởng lão này nhìn thấy một cây danh mộc ở trong tự viện của mình, và ngài đã cho người đốn cái cây danh mộc này để mà xây dựng lưu cốc cho chư Tăng. Nhưng mà khi ngài mà cho người ta đốn cái danh mộc đó, lại không có trình báo với chư Tăng. Ở cho nên vị Thọ Thần ở trong cây danh mộc này phẫn nộ, nhưng biết ngài là một cái vị có giới hạnh, thì vị Thọ Thần thì ngẫm nghĩ rằng á, vị này nghĩ mình là bậc có cái giới hạnh, cho nên đã tự tiện phá đi cái cung điện của ta. Ta phải làm cho cái vị này mang đau khổ.
Thì xin thưa quý vị, nắm được cái nhược điểm của vị trụ trì này là cái người rất thích được khen ngợi. Cho nên vị thọ thần đó ban đầu báo mộng cho những vị báo mộng cho vị trưởng lão này thấy những cái cảnh. Và một vài hôm sau thì cái điều mà vị ấy thấy nó trở thành hiện thực. Và mỗi khi mà vị trưởng lão này nằm mộng thì cái việc đó nó sẽ xảy ra vài ba ngày sau đó. Ở dần dần rồi á thì vị trưởng lão này tin tưởng vào những giấc mộng của mình. Có nghĩa là giai đoạn đầu vị thọ thần này đem tới những cái tin tức một cách chính xác và làm cho những cái giấc mơ đó nó trở nên hiện thực. Một thời gian sau khi mà thấy vị trưởng lão này đã tin tưởng vào những cái giấc mơ do mình mang tới thì bây giờ vị thọ thần này mới thực hiện cái kế hoạch sau cùng, là vị thọ thần này báo mộng cho vị trưởng lão thấy rằng 6 7 ngày nữa đức vua mệnh chung và tang lễ được cử hành rất trọng thể. Xin thú vậy rằng cái vị trưởng lão này là người rất là thích được khen tặng. Nói cách khác, vị đại trưởng lão này là người háo danh. Và những lần trước thì thấy những cái gì mình tiên đoán nó đều trở thành sự thật hết. Và cái tiếng tăm của ngài được lan rộng ra, xem như là một vị thánh sống. Cho nên lần này nữa thì đây là một cái sự kiện vô cùng lớn mà ngài vị trưởng lão này nghĩ rằng nếu mà ta tiên đoán đúng, sau 7 ngày nữa đức vua sẽ chết thì danh tiếng ta sẽ nổi vượt lên ở cõi Tích Lan này. Cho nên vị này báo cho các cung nữ biết rằng sau 7 ngày nữa đức vua sẽ mệnh chung. Nghe tin này vậy, thì các cung nữ luôn cả hoàng hậu bàng hoàng lên và khóc than inh nổi cả hoàng cung. Tiếng than khóc của hoàng hậu cùng với các cung nữ đã đi đến tai đức vua. Đức vua mới cho các cung nữ tới hỏi vì sao mà các nàng than khóc như vậy. Các cung nữ cho biết rằng, thưa ngài, thưa đại vương, vị trưởng lão trụ trì ở chùa Na Gá bậc tiên tri, bậc nói cái gì có cái đó. Vị này tiên đoán rằng sau 7 bữa nữa thì đại vương sẽ mệnh chung. Chúng tôi thương tiếc đại vương, cái nơi nương tựa của chúng tôi là bị mất, cho nên chúng tôi buồn tủi mà than khóc. Nghe tin này thì chính đức vua cũng kinh sợ bàng hoàng, bởi vì người ta đứng bởi vì mà bất kỳ một ai mà đứng trước sự chết cũng phải lo lắng và sợ hãi. Và đức vua cứ nơm nớp lo sợ suốt cả 7 ngày, nhưng mà qua ngày thứ 8 thì đức vua vẫn cứ bình an vô sự. Tức giận vì mình bị lừa gạt và cũng đồng thời tức giận vì sống trong 7 ngày với một cái tâm trạng thấp thỏm lo âu lo sợ. Đức vua nổi giận và nghĩ rằng từ trước tới giờ ta là cái người mà hộ độ cúng dường đến cho vị trưởng lão này một cách tốt đẹp, cung kính vị trưởng lão này, nhưng mà không ngờ vị trưởng lão này lại có một cái ác ý đối với ta, lại trù ta phải mệnh chung, trù cho ta chết. Do suy nghĩ như vậy cho nên đức vua phẫn nộ và khép vị trưởng lão trụ trì này vào cái tội là khi quân, tức là trù đức vua chết sớm.
và đã chặt tay chặt chân vị trụ trì, tức là không giết nhưng mà chặt tay chặt. Cho nên những cái giấc mộng mà chư thiên báo á, thì có khi đúng có khi sai. Nhưng mà chất giấc mộng mà do điều nghiệp báo đó, thì thường nó sẽ xảy ra đúng như sự thật như vậy. Và xin thưa quý vị rằng cái giấc mộng mà do điều nghiệp báo đó, thường nó chỉ khởi lên vào rạng sáng. Những giấc mộng mà khởi lên từ ban ngày hay là đầu hôm hay là giữa đêm, thì những giấc mộng đó nó không trở thành hiện thực. Rồi chúng ta nắm bắt lấy những cái điểm này, để khi có những cái giấc mộng mà chúng ta biết rằng nó khởi lên ở giữa ban ngày và giữa trưa, hoặc là ở buổi đầu hôm tức là giờ canh một đó, từ 6 giờ đến 10 giờ, hoặc là giữa hôm tức là từ 10 giờ đến 12 giờ. Mà trong những cái khoảng thời gian đó, những giấc mộng này nó hoàn toàn vô nghĩa, nó không có xảy ra cái điều gì hết. Còn những giấc mộng mà do chư thiên báo đó, nó khởi lên từ nửa đêm, tức là từ khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ sáng. Còn những giấc mộng mà do điều nghiệp báo đó, thường nó khởi lên từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng. Ủa gì sao vậy? À xin thưa quý vị, bởi vì lúc đó đó, cái cơ thể chúng ta đó, nó đã hấp thụ cái vật thực dùng trong ban ngày. Vào những thời điểm đó thì những dưỡng tố từ ở trong cái vật thực đó nó lan tỏa khắp châu thần. À, sinh lực của chúng ta nó rất là dồi dào. Và lúc đó tâm chúng ta nó rất là ổn định. Nó không bị chi phối bởi những cái tưởng, nó không bị chi phối bởi những cái rối loạn. Và chư thiên cũng không thể xâm nhập vào để tác động đến tâm chúng ta. Và chính vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái thời gian mà hành đạo đó, trong một đêm thì từ 6 giờ cho đến 10 giờ học pháp, hành pháp, kinh hành, vân vân. Từ 10 giờ đến 2 giờ là đi ngủ hay nghỉ. Từ 2 giờ cho đến 6 giờ sáng. Cái giai đoạn này đó, cái cơ thể chúng ta rất là sung mãn, tâm rất là ổn định, trí nó có cơ hội phát huy rất là nhiều. À, cho nên trong giai đoạn này thực tập thiền tịnh hoặc đi kinh hành thì nó có kết quả tốt. Và chúng ta nhớ rằng á, Đức Thế Tôn chúng ta đó, thành đạo cũng vào rạng sáng như vậy, tức là vào cái đêm rằm tháng tư, vào rạng sáng thì ngài chứng đắc được tam minh, tức là vào rạng sáng ngài chứng đắc được lậu tận minh. Nhưng mà ngài không dừng ở đó, không dừng ở đó. Và nhờ sự sung mãn của thân, nhờ sự sung mãn của tâm, ngài tiến thêm một bước nữa là chứng quả vô thượng chánh giác. Cho nên trong 30 tục lệ của chư Phật á, có một cái điều là chứng đắc tam minh trước rồi chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác kế liền. Và điều này chỉ xảy ra cho Đức Bồ Tát của chúng ta, tức là Đức Phật và chánh giác mà thôi. Bởi vì trí tuệ của ngài đã được viên mãn, nhưng mà nhờ cái sức mạnh của thân lực được dồi dào như vậy, cho nên đẩy luôn trí tuệ đi tới đỉnh cao.
đến đỉnh tột cùng. Chưa độc giác thì không có được cái trí tuệ đến độ cao tột, cho ngài chỉ chứng mắt được tâm minh. Nhưng mà cũng trong giai đoạn đó, nhờ cái pháp độ đó, ngài đẩy cái trí vượt bậc lên, cho nên trí tuệ Phật độc giác cao tột hơn vị thượng thủ sinh dân. Cho nên trong giai đoạn đó, là giai đoạn mà Đức Phật ngài dạy chúng ta thực hành pháp, nó mang nhiều kết quả rất tốt. Mà đặc biệt nữa, nhờ thực hành pháp như vậy đó, thì những cái tà tư duy nó không xuất hiện. Bởi sao vậy? Bởi vì khi mà vật thực mình dưỡng tốt, vật thực mình tràn ngập khắp châu thân như vậy. À, xin thưa vậy, nếu như không tiết chế nó, thì bây giờ những tà tư duy có thể sinh khởi ở trong tâm. Bây giờ tác động của cái thân lực. Mà chúng ta nhớ rằng, chúng ta đừng quên rằng cái thân lực nó cũng là một cái điều kiện đẩy cho tâm lực nó được tốt đẹp. Ngay Bồ Tát chúng ta mà sau khi mà thực hành khổ hạnh 6 năm như vậy, ngài như còn là mảnh da bọc lấy xương, và ngài khi nghĩ tới con đường trung đạo, khi nghĩ tới vào lúc 7 tuổi ngài ngồi dưới cội cây tâm chứng đắc được sơ thiền, thì ngài phát hiện rằng đây là chính là cái con đường có thể dẫn tới cái mặt đạt được đạo quả. À, kính thưa quý vị, ngài nghĩ rằng muốn chứng đạt được cái sự an lạc tâm như vậy trong một cái thân thể mòn mỏi như vậy, đó là điều không thích hợp. À, cho nên ngài từ bỏ khổ hạnh và ngài thọ thực trở lại. Và sau khi mà thọ thực được cái thân thể được khỏe mạnh, thì ngài nhanh chóng khôi phục lại những cái tầng thiền mà ngài đã quên lãng. À, cho nên thưa quý vị, cái thân lực của chúng ta cũng là một cái điều cần thiết trong vấn đề tu tập của chúng ta. Chúng tôi vừa trình bày quý vị á, những cái bốn nguyên nhân mà sinh ra cái giấc mơ, hoặc giấc mơ do cái điều nghiệp, nó thường thường nó thể hiện vào cái rạng sáng. Thì xin thưa vậy, Bồ Tát của chúng ta cũng đã nằm thấy năm giấc mộng này vào rạng sáng của đêm rằm tháng, xin lỗi, vào rạng sáng của đêm 14 tháng 4 âm lịch. Và xin thưa quý vị, sau khi mà nhìn thấy được cái bốn điều lệ mộng này, thì Bồ Tát suy nghĩ rằng nếu như ở hoàng cung á, nếu ở hoàng cung thì ngài có thể nhờ những chim tinh gia để mà đoán mộng. Nhưng mà hiện nay ở giữa kinh thành, xin lỗi, ở giữa rừng Uruvela này thì không có những nhà đón mộc, thì tự ngài đón mộc lấy. Với trí tuệ của mình thì ngài đã tự đón như vậy. Thứ nhất là điểm mộng thứ nhất á, là ngài thấy là nằm trên đất, đầu gối lên núi Hy Mã Lập Sơn, tay phải đặt trên biển Đông, tay trái đặt trên biển Tây, hai chân đặt trên biển Nam. Và ngài tự đoán rằng điềm mộng thứ nhất này báo trước cho biết ngài sẽ chứng quả vô thượng chánh nặng chánh giác. Điềm mộng thứ hai, cỏ tí giá mọc từ rúng của ngài
vươn cao cho đến tận trời xanh mới dừng lại. Thì Ngài tiên đoán rằng cái con đường giác ngộ mà ta đã tìm thấy sẽ lan rộng khắp nhân thiên cho đến cõi tận cõi thành thiên. Đêm mộng thứ ba là Ngài thấy rằng các có những con sâu mình tắn đầu đen bò dưới chân Ngài ngập tới đầu gối và phủ kín hai đầu gối. Và với trí tuệ Ngài tự đoán rằng sau khi mà ta thành bậc chánh đẳng chánh giác thì hàng cư sĩ áo trắng quy ngưỡng giáo pháp rất là đông. Những hàng cư sĩ áo trắng này muốn ám chỉ cho bậc thánh dự lưu, bởi vì còn cái đầu đen những con sâu có cái mình trắng và đầu đen. Đêm mộng thứ tư, Ngài thấy rằng bốn loài chim từ bốn phương với màu sắc khác nhau bay đến với chân Ngài và rơi xuống, tất cả đều trở nên trắng. Và với trí tuệ thì Ngài đoán rằng sau khi mà Như Lai thành bậc chánh đẳng chánh giác thì bốn giai cấp Sắc Đế Lị, Bà La Môn, Thương Buôn và Thường Dân sẽ đi vào trong giáo pháp này, và những người ấy sẽ không còn những danh hiệu cũ, chỉ còn là một màu, đó là màu trắng, tức là tỳ khưu. Và màu trắng đây có nghĩa là trở nên trong sạch, tinh lành, tức là chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Cái đêm mộng thứ năm, Ngài thấy rằng á, Ngài đi kinh hành qua lại trên một cái núi đầy phẫn, nhưng mà bàn chân Ngài không bị lấm nhơ. Thì Ngài tự đoán rằng sau khi Như Lai thành bậc chánh đẳng chánh giác thì lợi đắc cung kính danh vọng và những tứ sự được cúng dường đến Như Lai rất nhiều, nhưng mà Như Lai không có tâm dính mắc tới những cái lợi đắc ấy, không có tâm dính mắc tới sự cung kính ấy, cũng không có tâm dính mắc tới những cái danh tiếng ấy. Đó là Ngài tự gia đoán đấy, cái năm điều làm hôm nay. Và xin thưa gì, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu căn cứ vào đâu mà Đức Bồ Tát chúng ta lại tự tin rằng với điều mộng thứ nhất Ngài sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác. Trước khi nói lên điều này thì chúng tôi tóm tắt lại phía trước là bao giờ mà quý vị nằm mộng á, vào những cái lúc mà từ 2 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng thì quý vị hãy suy đó. Với những cái điềm mộng mà tốt thì là nó báo hiệu cho một sự may mắn, một sự hạnh lạc do cái quả thiện nó sinh khởi lên. Còn với những cái điềm ác mộng đó thì xem như đó là một cái kết quả của cái bất thiện nghiệp nó sinh khởi. Thì với những người có trí đó, vào những cái giấc mộng đó đó, những giấc mộng mà hãi hùng, những giấc mộng mà kinh hoàng, những cái ác mộng hay là những giấc mộng xấu nó khởi lên từ điểm đó. Thì người này vào đúng cái giai đoạn này đó mà thầy biết được, thấy được như vậy đó, thì vẫn có cái khả năng ngăn chặn được, bởi vì cái ác nghiệp này nó chưa tới lúc chín mùi. Có khả năng làm giảm thiểu những ác nghiệp đó được. Bằng cách nào? Xin thưa quý vị rằng bằng cách là thực tập thiền tịnh. Cái lúc đó mà quý vị đi tạo phước
cúng dường hay bố thí nó chậm lắm rồi, mà cũng không có lực, không có năng lực mạnh nữa. Ở vào lúc đó đó thì phải cần dùng cái đó năng lực thiền tịnh, mà muốn được cái năng lực thiền tịnh này được gom tụ lại đó thì chúng ta không phải đợi nước mà tới ngập tới bụng rồi chúng ta mới nhảy, rất khó khăn và nó rất cực nhọc vô cùng. Chúng ta phải thực tập trước, tức là vào trong cái lúc mà đời sống bình thường á, lúc mà cái quả bất thiện nó chưa trổ đó, cái quả ác nghiệp nó chưa trổ đó, nó có nhiều cái hạnh thông cho chúng ta, thì chúng ta nên thực tập thiền tịnh. À, dĩ nhiên trước khi thực tập thiền tịnh thì quý vị phải cần nghiêm trì giới những cách tốt đẹp và làm những cái gì thì phước thiện khác. Chúng ta đừng để cái quả sầu khi nó trổ, một khi quả sầu nó trổ rồi á thì không cách nào mà thoát khỏi được. Dù cho ở trên lầu 7 mà quả sầu nó trổ rồi á thì cũng bị đất rút như vô thiện giác. Cho nên đừng để nước tới bụng rồi mới nhảy, không kịp đâu. Ngay lúc này chúng ta thực tập trước, đến giờ đó đó khi mà các nghiệp tới thì có khả năng chúng ta quay trở lại thiền tịnh và dùng, và có nhờ được năng lực thiền tịnh đó che chở ngăn đỡ, nó làm giảm thiểu đi những cái quả xấu của ác nghiệp, hoặc đối những cái ác nghiệp, một số ác nghiệp có thể bị tiêu trừ năng lực thiền tịnh. Rồi chúng ta nên nắm bắt như vậy. Rồi bây giờ thưa quý vị, chúng ta trở lại Bồ Tát chúng ta tự đoán cái điều mộng thứ nhất, ngài tự tin rằng ngài sẽ chứng quả vô thượng chánh nặng chánh giác. Ngài ý cứ vào điều gì? Ngài xin thưa quý vị, thường vua núi Hy Mã Lạp Sơn là đỉnh núi cao nhất, nhưng mà đầu của ngài gối ở trên núi, mà cái đầu là trí tuệ. Trí tuệ đã vượt bậc. Đất là nơi nương nhờ của chúng sinh, đất là nơi nâng đỡ cả chúng sanh lẫn thực vật. Thực vật và chúng sanh sống nhờ mặt đất, tăng trưởng nhờ mặt đất. Ngài quán xét như vậy, cũng như là chúng sanh sinh về nhàn cảnh, chúng sanh được tăng trưởng các pháp pháp thiện cũng nương từ giới. Mà bây giờ ngài lấy mặt đất làm vườn, ngài nằm trên đất lấy mặt đất làm vườn, thì ngài quán xét vào cái giới ngài quả thật rất là tốt đẹp. Rồi xin thưa quý vị rằng trong thời gian 6 năm ngày hành khổ hạnh như vậy, Bồ Tát chúng ta hành hoặc khổ hạnh 6 năm như vậy, đến mức độ mà ngài gầy và té xỉu nhiều lần do kiệt sức, nhưng mà chưa bao giờ ngài khởi lên một ý nghĩ, chưa bao giờ ngài khởi lên một ý nghĩ ta hành khổ hạnh như thế này mà chưa chứng đắc được đạo quả, có lẽ rằng ta chưa đủ duyên lành, thôi thì ta hãy trở về với hoàng cung để làm việc phước, làm việc công đức. Ngài chưa bao giờ khởi lên ý nghĩ đó, chứ không phải như chúng ta.
chúng ta gặp một cái chướng ngại nào đó hoặc một cái gì đó, chúng ta cho rằng là mình duyên mỏng nghiệp dày, mà không có cái nỗ lực tinh tấn, không có một sự cố gắng đi vượt qua những cái trở lực đó, những cái chướng ngại đó. Bồ Tát quan sát rằng 6 năm hành khổ hạnh đến mức độ ngài có thể là kiệt sức xỉu nhiều lần, cái màu da của ngài đang vàng óng ánh nó trở thành như đen, như xanh dương hoặc là như màu vàng sẫm. Ngài muốn rờ bụng thì đụng xương sống, muốn rờ xương sống thì đụng da bụng. Đến nỗi mà khi ngài đi vệ sinh thì trong bụng ngài không còn nước, mà những giọt nước tiểu của ngài chỉ vài giọt, phẫn của ngài chỉ một vài viên như là trái cao khô, và nó cứng. Mỗi lần mà ngài đi vệ sinh á là nó toàn thân ngài đổ mồ hôi ra, và có nhiều lần ngài xỉu nữa. Nhưng mà quý vị biết là đã như vậy mà không bao giờ ngài có một cái tư tưởng là quay ngược trở về hoàng cung để hưởng thụ dục lạc. Ngài tuyên bố với Ma Vương rằng á, này ác ma, bà con của phóng vật, ta treo ngọn cỏ muôn chá, ta sẽ dấn thân. Này nó bố trí kẻ ác xấu kia, thà rằng ta chết ở trong chiến trận còn hơn là ta sống trong thất bại. Mà xin thưa quý vị, ngày xưa những chiến binh của dòng Ca hay là những chiến binh của dòng Ấn Độ, gọi của xứ sở Ấn Độ, trước khi ra trận đó, họ treo trên cái mũi giáo mình một chùm cỏ muôn chá, với ý nghĩa rằng là chỉ có tiến tới chứ không được thối lui. Không có hề có một cái sự kiện thối lui, là quyết thắng, chỉ có tiến tới mà thôi. Ở cho nên Đức Bồ Tát chúng ta quán xét là ta nằm trên mặt đất, đất là cái giới, giới là nơi nuôi dưỡng những cái thiện pháp, giới đưa tới những năng lực tốt đẹp, mà giới ta cũng tròn đủ. Trong suốt 6 năm trời, từ khi ngài xuất gia đến năm thứ 7 này, chưa bao giờ trong tư tưởng của ngài khởi lên một cái dục tập để hưởng thụ, chưa bao giờ trong tư tưởng ngài khởi lên một cái sân tập có ý nghĩ bất bình khó chịu với một chúng sanh, chưa bao giờ trong cái tư tưởng ngài khởi lên một cái hại tập, không có, không có ý nghĩ mà làm hại chúng sanh khác. Đến nỗi mà trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, Đức Thế Tôn ngài thuật cho Đức Xá Lợi Phất biết về cái hạnh tú xả của ngài. Trong bản kinh Đại Kinh Sư Tử Hống này, Đức Phật ngài dạy ngài Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, ta sống ở cái nơi tha ma mộ địa, ta dựa vào xương của những cái xác chết, rồi những cái đứa bé một đồng đi đến đó, chúng tiểu lên người ta, chúng nhổ nước bọt trên người ta, chúng rải bụi trên người ta, chúng dùng cây đâm chọt vào người ta, thậm chí đâm vào lỗ tai ta. Nhưng mà này Xá Lợi Phất, ta không hề khởi lên một sự buồn phiền chúng,
cũng không có cái ác ý đối với chúng. Cái hành trú xả của Ngài là như vậy. Và điều này được tìm thấy ở trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hồng. Ngài quan sát như vậy, Ngài thấy rằng cái giới mà nó tuyệt diệu như vậy, mà Ngài nằm trên giới, cái đầu nằm trên đỉnh Hy Mã Sơn, mà đầu là tượng trưng cho cái trí tuệ. Một tay Ngài, tay phải Ngài thả xuống miệng đông, tay phải Ngài thả xuống miệng tây, hai chân đặt trên miệng nam, hai chân tượng trưng cho cái tinh tấn nỗ lực. Đã nằm trên biển rồi mà tinh tấn này vượt bực. Tay phải là niệm, tay trái là định. Tinh tấn niệm định có đủ, và giới nâng đỡ tinh tấn niệm định tuệ. Cho nên Ngài tự tin rằng mình sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng giác. Và sau này chính cái điều này Đức Phật Ngài dạy cho chúng sanh đó, phải cân bằng năm quyền tinh tấn niệm định tuệ này, mà năm quyền này phải nương tựa vào giới. Không có giới thì năm quyền này không thể nào tiến triển. Tính ở đây là một sự tự tin, niệm là một sự ghi nhớ rất là rành rọt, tuệ là một sự suy quán về một trong tâm tướng, tinh tấn nỗ lực vượt qua những cái chướng ngại, định an trú tâm trong những thiện pháp, an trú tâm trong tâm từ, hoặc an trú tâm trong tam tướng. Do đó sau khi Ngài với trí tuệ Ngài tự suy đoán như vậy, và Ngài khẳng định rằng, quyết chắc rằng ta sẽ thành Phật chánh đẳng chánh giác. Cái điều này xin thưa quý vị rất đặc biệt, rất đặc biệt cho những người đi tầm cầu cái sự giải thoát như chúng ta. Chúng ta không có niềm tự tin đó, không có một niềm tin mãnh liệt như vậy thì chúng ta sẽ bị thối chuyển trên mức được hành đạo. Chúng ta phải khẳng định tin chắc rằng cái đạo lộ mà chúng ta thực hành bằng con đường tứ niệm xứ này sẽ đưa chúng ta tới, chắc chắn sẽ đưa chúng ta tới một cái khung trời giải thoát. Chúng ta phải tự tin như vậy. Có tự tin vậy chúng ta mới dám dấn thân. Cũng giống như Bồ Tát, chúng ta tự tin rằng sẽ chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên đối với Ma Vương mà quyến rũ Ngài, khi Ngài thực hành khổ hạnh, Ma Vương đi tới giả bộ ân cần, hỏi chàng thanh niên trẻ tuổi kia: ngươi chỉ có một phần sống trong ngàn phần chết, nghe sự sống là tốt đẹp hơn, sự sống là quý giá, có sự sống thì ngươi còn tạo những cái công đức này. Chàng thanh niên hãy duy trì sự sống, hãy tạo những công đức. Bồ Tát chúng ta biết là Ma Vương, cho nên Ngài mới khẳng định này: Ma Vương kẻ xấu kia, với những ai cần công đức thì hãy đi đến với họ, còn ta không mong mỏi những công đức nhỏ nhoi này, vì những công đức này cũng dẫn vào cái luân hồi khổ. Và những điều này chúng tôi chỉ trình bày vậy nằm trong tiểu bộ kinh, bài kinh Tinh Cập Bát Thanh Á Xuất Tăng ở trong tiểu bộ kinh, tức là trong cái phần Suttanipata. Cho nên chúng ta phải tự tin, chúng ta phải tin xuống, phải. Dĩ nhiên cái niềm tin đặt vào Phật Pháp Tăng đó là quý rồi, nhưng mà bản thân chúng ta phải tự tin rằng ba sẽ chứng đắc được đầu quả, ba sẽ được đi tới khung trời giải thoát như Bồ Tát trình bày.
Cho nên Ngài tự suy đoán xong, Ngài khẳng định ba sẽ thành Phật chánh đẳng chánh giác. Mà ngay lúc nào? Ngay chính hôm nay. Ngay chính hôm nay. Ngài hân hoan vậy. Ý muốn vượt lên tất cả. Rồi cái đêm mộng thứ hai, Ngài thấy ngọn cỏ tí tí giác từ bụng của Ngài vượt lên đến tận trời xanh. Và xin thưa quý vị, Ngài suy đoán rằng cái vùng bụng này vùng giữa thì con đường giữa mà Ngài đã khám phá ra nhưng mà chưa chứng đạt. Chúng ta nhớ, khám phá ra nhưng mà chưa chứng đạt, chứ không phải là chứng đạt nữa. Cũng như chúng ta giờ là biết được con đường giữa: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta biết đó là con đường duy nhất dẫn tới Niết Bàn, nhưng mà chúng ta chưa chứng đạt. Thì Bồ Tát chúng ta cũng vậy, Ngài khám phá được con đường giữa nhưng mà chưa vượt qua con đường giữa đó. Cũng giống như người mà định hướng được đó, cái hướng đó đó là đi tới một tinh thần an toàn, nhưng mà người đó chưa vượt qua khỏi cái con đường đó. Như thế nào cũng vậy, Ngài khám phá được con đường giữa nhưng mà chưa vượt qua khỏi con đường giữa đó. Mà dùng bụng là dùng giữa. Cái này suy đoán là cái con đường giữa mà ta khám phá ra đó, sau này nó phát triển lớn rộng cho đến tận trời xanh dừng lại. Trời xanh là khoảng không gian, tức là vượt qua khỏi cả nhân thiên cho đến tận trời xanh. Nó là rất là cỏ thành. Mà cái cỏ mà tế cái giá này đó, nó tương tự như cỏ cú xá. Mà cỏ cú xá đó, cỏ cú xá nó có đặc tính đó, là nó bén ra hai bên. Nó tự tựa như là cái lá lúa vậy. Nếu chúng ta cầm chuốt mạnh cái thì có thể đứt tay ở cạnh này hoặc cạnh kia. Như thế nào cũng vậy. Cho nên từ chữ cú xá này ra chữ là cú xá lá, có nghĩa là cắt đứt hai bên. Cắt đứt cái gì? Cắt đứt cái ác pháp và cắt đứt bất thiện pháp. Còn từ chữ cú xá ra chữ cú xá lá có nghĩa là thiện. Thiện có nghĩa là cắt đứt đi ác pháp, cắt đứt đi bất thiện pháp. Giống như cái loại cỏ cú xá nó cắt hai bên. Với cái giá này nó vượt cao lên nên Ngài tiên gọi. Đêm mộng thứ ba là Ngài thấy những con sâu mình tắn đầu đen bò dưới chân, từ dưới chân Ngài đến tới gối. Thông thường thân thể chúng ta được chia làm bốn phần, và từ gối trở xuống được xem là phần thấp, dùng bụng được xem là phần trung, dùng ngực được xem là dùng cao, và đỉnh đầu là dùng tối thượng. Và Ngài suy nghĩ mẩm rằng á, như vậy cái quả vị thấp nhất á, sẽ đến cho những hàng tại gia cư sĩ, ví như là những con sâu. Con sâu mình tắn nhưng mà đầu còn đen thôi, vì còn phiền não và trí tuệ chưa viên mãn, chưa có đủ chín mùi, chưa có đủ năng lực để phá vỡ cái vô minh. Và cái đàn sâu mình trắng này ngập khắp đầu gối nhà là nhiều vô số kể. Thì ít ra cái giáo pháp này cũng mang tới cái sự an lành cho cái hàng tại gia cư sĩ, dù thấp nhất cũng đạt được quả dự luôn, bởi vì mình tắng. Trên Ngài tiên đoán như vậy. Rồi điềm mộng thứ tư thì Ngài thấy rằng bốn đàn chim với nhiều màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến.
rớt dưới chân ngài, tất cả đều trở thành trắng. Nếu nói về ngân gọi là bốn giai cấp đang có mặt trong thời đó. Nhưng mà nếu mở rộng ra đó thì khắp nhân thiên ở bốn phương trong cái vũ trụ này, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc đều quy tụ vào trong giáo pháp này, nhiều vô số kể. Và một khi quy tụ vào trong giáo pháp này thì chỉ có một cái điều duy nhất là màu trắng, tức là có tâm tịnh tính nơi tâm bạn. Mà màu trắng là tượng trưng cho thánh quả là hán, thì những nhân loại có duyên lành chứng quả là hán đó. Mà những vị chư thiên, những vị phạm thiên có duyên lành cũng có thể chứng quả là hán, bởi vì trong sạch hoàn toàn, mặc dù có những cái màu sắc khác nhau. Chư thiên cũng có những cái cấp bậc khác nhau, phạm thiên cũng có những cấp bậc khác nhau, cũng có những cái màu sắc khác nhau. Nếu nói về nhân loại thì nói về bốn cái giai cấp: sắc đế lệ, bà la môn, thương buôn và thường dân. Mà tất cả đều là tỳ khưu trong giáo pháp này, tất cả đều có khả năng trở thành trắng, tức là tất cả đều có khả năng chứng quả là hạnh, chứng quả là. Mà nếu mở rộng ra thì chư thiên ở các tầng, mỗi tầng cũng khác nhau. Chư thiên ở tầng đạo lợi thì sắc nó thô hơn chư thiên ở tầng dạ ma. À, chư thiên tầng dạ ma sắc nó lại thô hơn là chư thiên ở tầng đạo xuất. Chư thiên dục giới cái thân xác nó thô xấu hơn chư thiên ở phạm thiên. Này dạ. Có nhiều màu sắc. Nhưng mà khi quy hưởng trong cái giáo pháp này, tất cả đều trở thành trắng. Thì có nghĩa là khi nghe pháp của Đức Như Lai, quy hưởng nơi Tam Bảo, thì các thiên nhân của cả nhân loại đều trở thành bậc thánh A-la-hán, có khả năng đạt được sự giải thoát khỏi sinh dầm chết. Và điều thứ năm là ngài thấy mình đi kinh hành trên cái phẫn, trong núi phẫn đầy phẫn mà không có bị đánh chặt. Cũng vậy, cái sự danh tiếng, cái sự lợi đắc, cái sự cung kính, đó là cái quả của thiện. Nhưng mà ai hoan hỷ với những quả đó thì bị ma trói buộc. Ma trói buộc. Cái sự an lạc, cái sự danh tiếng, cái sự cung kính, cái sự được trọng vọng, vân vân, thì phải kết luận đó là cái quả thiện. Đó là quả thiện. Nhưng quả thiện này nó còn nằm trong cái luân hồi khổ, nó còn bị những định luật vô thường chi phối, mà nó xuất phát từ cái sự hành thiện, mà hãy bám víu vào nó, nắm vào nó, dính mắc vào nó, thì kẻ đó bị ma trói buộc. Cho nên người trí chúng ta đó, khi nghe người ta khen tặng, khi nghe người được người khác tán thán, khi được những hàng tại gia cư sĩ cung kính, khi được sự an lạc, khi được cúng dường, chúng ta phải nhìn đó là cái quả của thiện nghiệp. Nhưng mà đừng bao giờ bám víu, đừng bao giờ hãnh diện, đừng bao giờ trở thành một kẻ được gọi là